những vụ mùa gần đây, rầy phấn trắng là đối tượng dịch hại được bà con đặc biệt quan tâm nhất. Rầy phấn trắng thường xuất hiện trong giai đoạn mùa khô, điều kiện nắng nóng, độ ẩm thấp. Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất đó là bộ lá bị khô héo, ngã vàng, có lá bị xoắn rút, thân lúa còi cọc kém phát triển. Nếu như không phòng trị kịp thời, sẽ gây nên hiện tượng cây lúa bị kiệt sức, nghẹn đồng, bông lúa trổ không đều, nặng có thể gây ra hiện tượng cháy rầy, gây ảnh hưởng đến năng suất của bà con. Tập đoàn Lộc Trời hơn 30 năm với sứ mệnh cùng nông dân phát triển bền vững, luôn thấu hiểu những lo lắng và khó khăn của bà con trong quá trình canh tác. Không ngừng nỗ lực mang đến những giải pháp canh tác hiệu quả, giúp bà con nâng cao năng suất, những sản phẩm Obamax 25EC, Sio Super 200W đã được các nhà nông sử dụng qua nhiều vụ vừa qua, giúp xử lý rầy phấn trắng đem lại hiệu quả cao nhất. Cùng lắng nghe những chia sẻ nhà nông về giải pháp phòng trị rầy phấn trắng thành công trong vụ đông xuân vừa qua. Tôi tự giới thiệu, tôi tên Nguyễn Phước Y, ở ấp 2 xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Diện tích tôi canh tác ở đây là 4 ha. Thì rầy phấn trắng á, việc cái vụ hè thu này nó bùng phát rất mạnh. Cụ thể là cái giai đoạn đó là từ 45-50 ngày, nó biểu cái biểu hiện nó đỏ từ lá chân đỏ dài lên, gây kiệt sức cho cây lúa mình, không kịp thời phun thuốc là ảnh hưởng đến trổ. Kỹ sư Hải vô á, kiểm tra giùm thì phát hiện rầy phấn trắng, mới giới thiệu hai cái sản phẩm, cái gói là Sio Super, còn cái chai thì là Obamax. Thì tôi phun á, trong vòng tuần lễ là thấy nó đạt hiệu quả. Rồi cái liều lượng này tôi sử dụng ở đây á, là 1 hecta mình á, là 10 gói Sio Super và một chai Obamax. Sau khi mà phun á, từ 5 đến 7 ngày thấy cái hiệu quả rất cao. Tôi kỹ sư Hải dạch lúa kiểm tra lại thì thấy mật độ nó giảm đáng kể. Từ 2 tuần trở về sau thì lúa nó phục hồi lại, lúa nó xanh mướt trở lại, hiệu quả đạt trên 90%. Cho nên tôi cũng lên đây thì tôi cũng nói cô bác nào có bị rầy phấn trắng nên mua cái bộ đôi Obamax Sio Super này, quản lý rầy phấn trắng rất hiệu quả.